Nhiều ngày qua, buồng chuối hơn 100 nải của gia đình ông Cao Văn Hưng ở tổ dân phố 8 thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng đang trở thành tâm điểm chú ý, thu hút sự tò mò của nhiều người dân địa phương. Ông Hưng cho biết, cây chuối này của ông được một người bạn ở tỉnh Tây Ninh tặng và trồng cách đây gần 2 năm. Hơn 3 tháng trước, cây chuối bắt đầu cho nải. Cứ thế, buồng chuối càng ngày càng dài ra và trái chen chúc nhau không có chỗ trống. Hiện buồng chuối đã dài gần 2 mét với 118 nải và đang tiếp tục ra trái. Vì buồng chuối ngày càng to, dài và nặng, nên ông Hưng phải dùng cây chống đỡ, tránh bị gãy đổ. Bên cạnh cây chuối mẹ ban đầu, hiện đã đẻ rất nhiều cây chuối con. Hiện buồng chuối đã sắp chạm mặt đất, nên tới đây, ông Hưng sẽ đào một cái hố sâu để buồng chuối ra hết nhánh mới thôi. Theo người dân địa phương, đây là lần đầu tiên họ được thấy tận mắt một buồng chuối nhiều trái và kỳ lạ đến như vậy. Cứ thế, mọi người truyền tay nhau rồi cùng tìm đến nhà ông Hưng chiêm ngưỡng buồng chuối khủng. Lai dài nó sướng thế này suốt. Dạ. Và tương lai nó sẽ ra nữa hả? Tương lai còn nữa chứ, cái này sướng phải trên 1 mét nữa. À. Nó còn to này mà. Dạ. Nó còn to lắm.